Rồi chào mọi người nhé Thì ở trong video trước của chúng ta là chúng ta đã làm việc với cái 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 gọi là sao ta Gọi là làm việc với Stay rồi Thì ở trong cái video lần này của chúng ta thì chúng ta sẽ Tiếp tục tìm hiểu về uh, Method và even ở trong thằng React thì sẽ làm việc như thế nào nhé Rồi thì uh, <laughs> uh, Đầu tiên đấy là từ từ đã ở đây thì mình sẽ mở cái chrome lên cho mọi người xem này thì đây mình uh, thấy có một cái sự kiện ở trên suntech thì tiện uh, thì mình chia sẻ ở trên cái này thôi thì mọi người có thể vào nhá đây này thì nếu mà bạn nào mà gặp về uh, bạn nào mà học về angular thì bạn cũng có thể sử dụng à các bạn cũng có thể lên để các bạn xem nhé bởi vì là angular thì không phải là chuyên môn của mình thế nên là mình uh, uh, thấy hay thì mình chia sẻ thôi nhá À đâu ta? Đây. Thì đây là cái cái kế hoạch ở 29 tháng 12 đây, thì mọi người có thể xem này. Đó là học thử Angular thì các bạn có thể là xem thử xem sao nhá. Đấy. Rồi. Thì uh, tiếp tục này. Thì do là cái video này mình uh, upload ở trên Sontech thế nên là mọi người sẽ lên trên Sontech để xem nhá. Đấy, nhiều bạn lại nhảy vào trong kênh của mình lại hỏi là React đâu thì mệt lắm đấy. Rồi, chúng ta quay trở lại với cái uh, cái code chúng ta tiếp này. Thì uh, vấn đề của chúng ta lần trước là chúng ta xử lý với thằng Stay rồi đúng không? Thì trong video này chúng ta xử lý với cái thằng uh, even và handler, Tức nghĩa là chúng ta xử lý các cái sự kiện Thì ở uh, video này mình sẽ chỉ một cái, cái để mọi người hiểu được là Chúng ta sẽ khai báo cái sự kiện đấy như thế nào trước Còn cái việc mà chúng ta ấn nó rồi thay đổi dữ liệu gì đấy thì chúng ta sẽ để sau nhá. À, Chúng ta hiểu được cái kiến thức cơ bản của chúng ta trước đã Rồi thì đầu tiên là mình sẽ tạo ra một cái nút à, Mình sẽ tạo ra một cái nút để có thể làm cái công việc đấy trước đã Đấy nha thì ở đây mình sẽ uh, um, uh, 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 uh. đầu tiên là mình sẽ vào trong cái thằng app chấm uh, à, mình cho tích uh, ok vậy thì mình sẽ import cái thằng đấy vào app chấm ced uh, ok uh, ok vậy là có cds rồi chứ <laughs> rồi Bây giờ chúng ta tiếp tục này thì ở đây mình sẽ cho thêm một cái nút uh, thay vì là thằng hello react thì mình sẽ cho một cái nút nhá, đúng không Mình cho một cái nút, uh, ví dụ ở đây mình cho một cái button đi. Được chưa? Ok, một cái button. Thì nếu mà các bạn uh, nếu mà các bạn thích ấy thì tốt nhất đây này. Uh, trong cái này index này, các bạn uh, vào trong này và các bạn uh, copy cho mình cái, um, cái 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 thư mục uh, cái um, bootstrap nhá, làm cho đẹp mình thì mình thích cái nó đã làm không làm thôi làm cái gì cho nó đẹp một chút. Để mình sẽ tra là bootstrap 4. Đấy. Thường khi mà chúng ta tìm hiểu một cái thằng nào đấy mà chúng ta không biết rõ thì mấy cái link chúng ta cứ copy hết vào trong này cho mình xem nó có chạy không, không chạy thì thôi. We Rồi cái thằng CSS này thì mình copy và mình sẽ cho nó vào trong cái đường link này, được chưa? Đấy, ok và tiếp tục dưới thì nhớ phải có script nữa nhá script nữa đấy ở đây thì mình copy bởi vì nó có cả jQuery lẫn luôn cả cái popper để làm cái 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 hiệu ứng về um, uh, tôn tích. nhá ok uh, no script đây mình cho dưới cùng này rồi mình ta cho nét lại rồi bây giờ mình sẽ sang bên này đấy thì bạn thấy là nó có cái cái của bọn bút cháp nhìn cho đẹp nhá nhìn nó khó chịu rồi thì ở đây mình uh, đầu tiên là mình sẽ vào trong cái thằng uh, quay trở lại quay trở lại đây và mình sẽ tắt thằng public cái đi những thằng nào bây giờ không cần nữa thì thôi bỏ qua rồi thì ở đây chúng ta có cái thằng uh, các của chúng ta button ở đây mình sẽ thêm cái class class có tên là um, thay vì thằng các này thì mình sẽ cho đây là uh, container Rồi, ở đây của mình thì mình sẽ cho cái class của chúng ta Các bạn nhớ là ở đây không thể là class thường mà sẽ phải là class name, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ có là btn, btn gạch ngang uh, success, được chưa? Rồi chúng ta ở đây chúng ta sẽ có là click me và mình cắt chọn nét lại Đấy, rồi, chờ ra cái bên này nó chạy thôi Đấy thì ở đây nó đã có là cái click me rồi đúng không? Thì nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể là, 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 là cho ra. Ví dụ ở đây nhá. Ví dụ ở đây mình là uh, cho muốn cho ra giữa đúng không? Cho muốn ra giữa thì một là các bạn đét Mà hai là các bạn để trong cái phần này này. Các bạn cho thêm phần là text center. Đấy là nó ra giữa. Được chưa? Ok. Thì ở đây mình uh, cho thêm thằng hr nhá. Vừa học react còn vừa học luôn được cả cái này thì... ui ui Hơi quá đẹp. thì lại hay quá nhỉ yeah. <laughs> rồi đây thì chúng bây giờ chúng ta sẽ có một cái click me đấy, và nó hiển thị là ôn lên để cho nhờ Đấy nhá rồi thì để mà chúng ta hiển thị thế thì bây giờ chúng ta tạo một cái sự kiện của chúng ta ở trên cái này thôi thì để mà tạo sự kiện ở đây thì các bạn nhớ nhá các bạn nhớ này đầu tiên là mình chỉ mọi người cái cách viết làm sao để khi mọi người bảo trì hay là mê tên một cái ấy cho mọi người viết như mình này thằng class của chúng ta và sau này chúng ta có on click thì các bạn nhớ lại on click của chúng ta là viết thường và chúng ta viết hoa cái cụm từ c và chúng ta click đấy chưa Đấy, đây là nó chỉ đây là một cái attribute của thằng ZSX Đây là cái cú pháp mà thằng ZSX nó cung cấp Nên các bạn bắt buộc phải theo được chưa Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ điền cái tên function Mà chúng ta muốn Muốn, 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 muốn uh, uh, Cho nó chạy khi mà chúng ta click vào Thế nhưng bạn nhớ rằng là đây của chúng ta là ZSX Chứ không phải là ZS Chúng ta phải hiểu như thế đã À đây là React mình nói nhầm Rồi đấy, thế nên là đây là react của chúng ta để mà theo như workflow của chúng ta làm việc ấy thì đầu tiên là các bạn sẽ tạo cho mình cái function trước chứ không phải là các bạn tạo tên ở đây trước để chưa nhỉ. Ví dụ đây mình muốn làm về function có tên là onLoad something. Được chưa? Đấy, onLoad something thì mình sẽ làm này trước và sau đấy thì mình sẽ tạo một cái function theo kiểu đấy là arrow function. Được Như này. Đấy và sau đấy thì mình làm một công việc đấy trong hàm này ví dụ mình onLoad ra đi. À. onLoad something Even đã được active mình nhỉ Rồi đấy. Thì khi mình đã viết được tên hàm rồi thì dưới này này thì chúng ta phải làm cái công việc là sao? Các bạn nhớ cho mình ở đây nhá, là chúng ta làm công việc đấy là mở ngoặc ra và chúng ta viết sẽ là git bởi vì sao như mình đã nói rồi đấy là thằng này nằm ở trong đối tượng render còn onload này nó là một đối tượng luôn rồi thế nên là chúng ta phải truy cập là git chấm chấm cái gì nào Git ở đây này nó là cái thằng app này đấy và nó sẽ truy cập vào trong từng cái property của nó được chưa nhỉ thì zit ở đây của chúng ta là zit chấm và các bạn đưa cái tên function mà các bạn muốn vào thôi ví dụ đây là onload thì Đấy, như vậy là chạy được đấy nhà thì các bạn nhớ ở đây cho mình đấy là có hàm cho mình nhé được chưa đấy, rồi ok mình ca chọn s lại rồi thì bây giờ mình sẽ ra ngoài đấy các bạn thấy là onload something even active được nhá hãy và giờ mình click me này click me click me click me đấy, thì các bạn sẽ thấy là a à, sao ở đây của chúng ta thì nó lại chạy cái thằng nó có tên là 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 uh, gọi là click me mặc dù là chúng ta chưa click đúng không đây này các bạn thấy không từ nãy giờ chúng ta chưa cho nó chạy nhá nhưng tại sao nó chạy thì đây ví dụ ở đây mình sẽ xóa này cho bạn thấy này xóa này cho bạn thấy rồi mình căn chọn s lại rồi sau đấy thì mình sẽ reload lại rồi giờ mình click me các bạn thấy không đấy là nó sẽ chạy để chưa nha. À như vậy là chúng ta đang hiểu ra một cái vấn đề là nếu như vậy ở đây mà tôi cho nó là một cái dấu function ở đây. Được chưa nhỉ? Thì như vậy thì nó hiểu ở đây của chúng ta là chúng ta đang thực thi một cái function. Được nhỉ? Đấy, còn cái việc mà chúng ta viết theo kiểu như này của chúng ta này thì như vậy là chúng ta đang gọi tới cái biến này của chúng ta và chúng ta chờ có việc là khi nào thằng thằng click này thì được thực hiện, được chưa nhỉ? Còn khi mà chúng ta đã viết như thế này rồi này thì chúng ta đã gắn cho nó là thằng này là một function và nó sẽ chạy luôn đấy nhỉ giống như kiểu nhá là các bạn sẽ truy cập vào trong một cái function thì không sao nhưng khi các bạn biện gọi function ra thì chứng tỏ là các bạn đang muốn chạy một function đấy chưa nhỉ nên là hai cái này đang là sự khác biệt với nhau nhá để nhỉ rồi thế mình sử dụng thì mình sẽ sử dụng này bởi vì là mình đang tạo ra hướng đấy là euro function mà để chưa nhỉ rồi mình cài chọn s lại và mình click rồi ok click ok click ok như vậy là chúng ta đã xong được cái phần xử lý về event handler để cho nhỉ các bạn yên tâm một cái điều rằng là mình sẽ mình sẽ có những ví dụ cho bạn hiểu sâu hơn về cái ví dụ là tại sao ở đây phải là thằng này hay là không phải là thằng này để cho nhỉ Đấy, nhá rồi tạm thời chúng ta cứ ở cái bức tranh đầu tiên những bức tranh trắng xóa chứ đã dần dần thì chúng ta vào những bức tranh đen ngòm sau <laughs> rồi thì như vậy chúng ta đã xong cái cái cái, cái cái ví dụ này chúng ta rồi nhá thì bạn thực hành nhiều và các bạn có thể tạo ví dụ như là tăng một hai đơn vị các thứ thì cũng được đấy nhỉ thì tương tự đó ví dụ ở đây mình muốn là hiển thị đây vì các bạn muốn hiển thị cái thằng này thì các bạn hoàn toàn thể là con số uh, onload và trong onload này các bạn có muốn hiển thị đấy thì các bạn hiển thị cái đấy các bạn hiển thị cái thằng uh, thằng là Z uh, chấm uh, stay đúng không chấm animal uh, phần tử không và mình truy cập vào trong thằng name đi đúng không đấy ta cho nhận lại thì như vậy cũng được thì ví dụ ở đây mình click mi cái thì nó sẽ hiển thị ra thằng panda đúng không đấy thì các bạn phải thử hết đi nhá mấy cái này các bạn cứ thử thử trên thử xuống đi <laughs> rồi trong video sau của chúng ta thì chúng ta sẽ uh, tìm hiểu về việc đó là manipulate của trong stay còn cái khái niệm đấy nó khái niệm gì thì ở trong video sau mình sẽ nói cho mọi người biết được nhá với mọi người hẹn mọi người trong video sau